Hồi ký nghệ sĩ Vũ Linh phần 2 Gặp được quý nhân Đã biết được mình là ai Tôi đã phải trải qua biết bao cay đắng tủ nhục Có những chuyện tôi không nhớ nữa Nhưng mỗi bước đi dò dẫm trong bóng tối Tôi đã may mắn gặp được những người tốt Những người thầy đã ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của tôi sau này Nếu không thể theo nghề hát Tôi sẽ là ai? Một đứa trẻ con nhà nghèo không được học đàng hoàng thì lớn lên. May mắn tôi cũng chỉ tìm được một công việc mưu sinh nhọc nhằn. Những bước đi đầu tiên, sau này tôi hay nghĩ, nếu không có sự kiên trì của má tôi, ác hẳn không có ngày tôi dám bước chân vào người hát. Tôi cũng không ngờ má tôi trông dịu hiền, mềm yếu là thế, nhưng lại là người đàn bà hết sức cứng cỏi và đầy nghị lực. Bà luôn nhẫn nhục, chịu đựng, không dám ra mặt, chống đối ba tôi nhưng việc gì bà quyết tâm là làm theo đuổi đến cùng sau cái lần bị ba tôi khủng bố dù rất sợ bà vẫn lén lút cho tiền tôi tiền để tôi đi học ca thực ra má tôi cũng chẳng biết nhiều gì vì, vì cải lương có lẽ bà chỉ mơ hồ linh cảm bằng tình thương của người mẹ đó là con đường sẽ đem đến cho tôi một tương lai tươi sáng hơn bởi nếu không theo nghề hát tôi sẽ là ai với một đứa trẻ con nhà nghèo không có tiền học đàng hoàng thì tôi lớn lên may mắn cũng chỉ tìm được một công việc mưu sinh nhọc nhằn nào đó như ba tôi mà thôi tôi được tuyển chọn vào ban đồng ấu hoa thế hệ các thầy cô bạch huệ bạch phượng và bạch cúc rất quý mến tôi lần đầu tiên trong đời tôi được lên tivi đóng chánh một vở tiếc là vở gì tôi không còn nhớ Tới hôm đó, nghe thầy nói, đài sẽ phát vỡ chúng tôi đóng. Chúng tôi mừng rỡ, báo cho má tôi và anh Tư hay. Tội nghiệp má tôi làm công việc nhà thật sớm. Bà thấp thỏm, đi ra đi vào, đứng lắp ló xem từ xa, không dám lại gần tivi vì sợ ba tôi hay được. Chương trình đồng ấu hoa thế hệ phát kéo dài hơn nửa tiếng. Tôi ngồi mà xem trong bụng như đánh lô tô, thỉnh thoảng liếc nhìn ba tôi, xem ông có phản ứng gì không ba tôi ngồi chăm chú yên lặng xem hết chương trình ông nhìn vào màn hình rồi nhìn ngay mặt tôi không nói câu nào cái nhìn của ông cho tôi biết rằng ông đã biết việc làm của tôi xem hết vở ba tôi cười tủm tỉm không nói lời nào tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn sang má tôi đang cười sung sướng người hạnh phúc nhất không phải là tôi mà chính là má tôi nghe tin tôi theo đoàn đồng ấu hoa thế hệ đi lưu diễn má tất tả bỏ gánh hàng ngoài chợ đưa tôi đi tiễn tôi má rưng rưng nước mắt lòng không yên má không nói nhiều chỉ khuyên tôi con ráng giữ mình cẩn trọng nói xong má quay mặt đi để tôi không nhìn thấy những giọt nước mắt của má có lẽ má đã lờ mờ cảm nhận được một đoạn đường đời đầy vất vả chân trưng đang chờ đợi tôi ở phía trước Tôi bước đi, quay đầu lại vẫn còn thấy đôi vai gầy, giấc giả của má tôi trong bóng chiều chập chọn. Năm ấy, tôi vừa tròn 14 tuổi. Trong đầu óc non nớt của một đứa trẻ, tôi không thể hình dung đi hát lại khẩu cực và vất vả đến thế. Lần má tôi xuống đoàn chơi, khi tôi đang theo đoàn đi hát ở Mỹ Tho, má tôi thấy tôi sống cực, nhếch nhác quá, người gầy ốm, tông teo, mà nhìn bà tôi rớt nước mắt, không an lòng, Má tôi bỏ hết công việc buôn bán xuống đòn chăm sóc cho tôi. Đổ dồn vào đoàn hát, hát được 6 7 tháng chẳng may đoàn hát bị thua lỗ, mất hết tiền bạc. Ba tôi hay tin từ Sài Gòn xuống tận đoàn hát, bắt hai má con về nhà. Ông cắm cửa không cho tôi đi hát nữa. Im đêm nằm nghĩ đến bao khổ cực, má tôi phải chịu đựng vì tôi. Tôi càng quyết tâm theo nghề hát, nhưng phải bắt đầu từ đâu đây? Một bữa, má tôi đưa tôi đến gặp ông Thục tôi chẳng hiểu vì sao má tôi quen được ông biểu tôi ca nghe tôi ca một đoạn ông gật gù cười bảo với má tôi thằng này có tương lai lắm đó ông sốt sắng đưa tôi đến giới thiệu với cô sáu hoa chị của bà bầu kim trưởng cầm tờ hợp đồng tôi được ký một năm với đoàn của cô sáu hoa được ba ngàn đồng má tôi mừng rỡ còn hơn là trúng số độc đắc tôi vẫn còn nhớ câu má tôi nói con ráng mà học hỏi đừng phụ lòng người ta. Tôi bước vào nghề hát với một quyết tâm lớn, không chỉ vì niềm yêu thích mà còn vì má tôi. Tuy tôi từng hát ở đoàn hoa thế hệ nhưng qua đoàn lớn, tôi vẫn lóng ngóng, vụng về như lần đầu tiên bước lên sân khấu. Nghề nghiệp vừa có chút tiến triển thì phim ảnh Hồng Kông tràn ngập làm các đoàn hát sống dở chết dở. Đoàn của cô Sáu Hoa cũng bị tan rã. Cái hôm tôi rời đoàn trở về nhà, trời mưa tầm tã túi trống rỗng, hành lý nhẹ tên, chỉ có vài bộ quần áo, nhưng lòng tôi thì thẳng rỉu, không biết có còn cơ hội trở lại với sân khấu được nữa không. May mắn gặp quý nhân Đôi khi tôi nghĩ cuộc đời đã cho tôi thật nhiều may mắn, cứ đến mỗi khúc quanh nghiệt ngã, tưởng chừng đã bế tắc thì cuộc đời lại mở rộng vòng tay với tôi. Má tôi hay bảo, số tôi có quý nhân phụ trợ, có lẽ do là có phúc đức của má để lại cho tôi tôi vẫn còn nhớ cái duyên gặp được nghệ sĩ Diệu Hiền. Năm ấy, tôi khoảng 16 tuổi, đang lang thang chưa biết tìm việc gì làm. Tôi theo đứa bạn đi qua phà Bắc Mỹ Thuận. Đang đứng trên phà, bạn tôi chợt kêu lên. Nghệ sĩ Diệu Hiền kìa. Tôi nhìn theo tay thằng bạn, không tưởng tượng được tôi sẽ gặp nghệ sĩ Diệu Hiền ở ngoài đời. Chẳng ai bảo ai, hai đứa tôi chân chân đến tìm cách trò chuyện với chị. Tôi như muốn đến thở khi chị mỉm cười với chúng tôi Thằng bạn tôi khoe ngay Chị ơi, nó cũng đi hát đó Giọng ca của nó được lắm Chị cười thật hiền Ngắm nhìn tôi hồi lâu Bất ngờ chị bảo tôi Em có gương mặt sáng đấy Đừng nản lòng Chị sẽ giới thiệu em về đoàn chị hát Tất cả diễn ra cứ như một giấc mơ Có lẽ cũng không hình dung được Cơ hội lại đến với mình Tốt đẹp đến như thế Chị đã đưa tôi về Và bà bầu đoàn qua anh đào kim trưởng. Suốt mấy tháng ròng chị kèm cặp dạy tôi ca, dạy từ cách nhấn nhá, nhả câu, nhả chữ, tánh tôi cũng ngẫu hứng, tôi ca cũng theo ngẫu hứng chứ không chịu sắp nhịp cho chuẩn hay thả hồn theo lời ca tiếng nhạc. Cứ ca trật một nhịp hay ca lớt phớt cho qua là chị lại gõ đầu tôi đau điếng. Sau này chị Trương Ánh Loan cũng uống nắng tôi nghiêm khắc. Y như vậy từ cách ca đến cách diễn, chị hay la tôi lời ca phải thốt ra từ đáy lòng từ sự rung động của con tim thì ca nó mới có hồn mới lay động được người nghe ca mà lạc như nước ốc thì chả ai mà muốn nghe càng nghĩ tôi càng biết ơn sâu sắc hai người thầy đầu tiên trong đời đi hát của tôi đó là quãng đời khổ nhất nhưng nó đã cho tôi những bài học vô giá về làm nghề tôi hiểu những mặt trái đằng sau sân khấu và tôi cũng hiểu hơn hết cái tình nghệ sĩ dù không dễ tìm nhưng nó vẫn ngầm chảy giữa mỗi đủ thứ chèn ép giành giật trong bóng tối hậu trường sân khấu lúc về đoàn được vài tháng soạn giả thường trực viết thêm một lớp cho tôi ca xuất hiện trong một vở mà bây giờ tôi chẳng còn nhớ tên tuồng chỉ nhớ đó là vai tên lính gác bị giặc giết chết tôi thường xuất hiện ca vài câu khán giả vỗ tay tán thưởng thì tôi phải chết và bị lôi xác đi lớp diễn chỉ có vài phút cái xác chết là tôi dù bị lôi vào hậu trường là lập tức bật dậy ngồi xổm trong cánh gà xem hát đêm nào cũng xem dở nào lớp nào tôi cũng thuộc bên cánh gà tôi đã học được cả nét diễn cách ca của từng loại vai cứ thế những bài học diễn sức đã nhập vào tôi lúc nào không hay vì tuần nào tôi cũng thuộc nên mỗi khi có diễn viên nào bị bệnh hoặc trục trặc không diễn được và tôi lại được gọi thế vai Cả đoàn gọi đùa tôi rằng là kép sơ cua Tôi chẳng hề buồn mà trong bụng còn thầm mong Có ai đó bị bệnh để tôi được diễm phúc bước ra sân khấu Hồi ấy chị Diệu Hiền hát chung với nghệ sĩ Điền Phong Có lần anh Điền Phong bị bệnh Đoàn cho tôi nhập thế vai Tôi chẳng có chút tên tuổi Lại còn ốm nhôm ốm nhách mà diễn kép đẹp Nên có người thấy chướng mắt tìm cách hạ nhục tôi đang tập với một cô đào chẳng hiểu tôi liếc mắt tình tứ ra sao mà một anh diễn viên la lối mày dám liếc tình vợ tao à tao đập nát mặt mày bây giờ vừa nói anh ta vừa hùng hổ xông vào tôi tôi sợ đứng chết trân mặt xanh như tàu lá chẳng nói được câu nào chị diệu hiền đứng bật dậy lần đầu tiên tôi thấy chị giận dữ la lớn đừng thấy nó nhỏ hiền không biết gì rồi ý thế bắt nạt nó còn con nít trân Biết gì mà nói Chị quay sang bảo tôi Từ nay em sách mùng mền qua ở với chị Cũng từ đó chị nhận tôi là em nuôi Và hết lòng truyền nghề cho tôi Và tôi cũng không còn bị anh em ở đòn hiếp đáp như trước Hết phần 2